Lúc mình đăng video giới thiệu về Yu-Gi-Oh! Master Duel thì có đề cập tới một ý là Konami sẽ tiếp tục chặn hoặc là cấm người từ Việt Nam chơi game của họ. Thực ra nếu chặn thì chúng ta vẫn có cách để chơi. Nếu chơi Android thì tải APK, nếu chơi iOS á, thì chuyển vào App Store, còn trên Steam thì chỉ việc đổi VPN là xong, rất là đơn giản. Nhưng mà trong video này mình sẽ chỉ nói quan điểm của mình về việc vì sao Konami và nhiều hãng game khác lại chặn hoặc là cấm người Việt Nam chơi trò chơi điện tử của họ. Trước khi vào phần chính thì mình sẽ cảnh báo là nội dung sẽ hơi khó hiểu và đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng việc khó chịu này là do bạn tự suy diễn mà thôi, mình không hề có ý làm bạn khó chịu. Khi mà đọc comment của các bạn bên dưới video về Yu-Gi-Oh! Master Duel, đa số các bạn cho rằng nguyên nhân để chặn hoặc là cấm người Việt Nam chơi là vì người chơi từ Việt Nam rất hay là hack game nè, gian lận nè, lừa đảo, nói chuyện dơ bẩn, chơi không đẹp ở trong game, vân vân. Hồi xưa thì mình chơi game online rất là nhiều, game thủ thời đầu nha các bạn. Server trong nước có nè, quốc tế thì cũng có luôn. Mình có gặp cái tình huống là người Việt Nam như trên cũng không phải là ít. Thì bây giờ thì lượng người chơi game ngày càng đông thì chắc mình nghĩ là còn nhiều hơn nữa ha các bạn. Nhưng mà chỉ vì hack game nè, gian lận lừa đảo, nói chuyện dơ bẩn, chơi không đẹp mà hãng phát hành game cấm hẳn một quốc gia chơi trò chơi của họ luôn thì có phải là hợp lý hay không? Mình nghĩ là không hợp lý chút nào. Nguyên nhân chính không phải là cái này. Mình sẽ nói quan điểm của mình như sau. Đầu tiên đó là hành vi gian lận lừa đảo, nói chuyện dơ bẩn, chơi không đẹp. Ở đây mình gọi tắt là thành phần bất hảo ha các bạn, tức là người không có tốt đẹp gì. Vậy thì phải chăng thành phần bất hảo này thì chỉ có ở người chơi Việt Nam hay không? Không, nước nào cũng có các bạn ơi, không phân biệt là ở quốc gia kém phát triển, là đang phát triển hay là các nước phát triển, thành phần này thì ở đâu cũng có. Theo nguyên lý Pareto hay là quy tắc 80-20 suy ra thì với 100 người chơi thì có đâu đó khoảng 20 người sẽ là thành phần bất hảo. Người bên ngoài khi nhìn vào 20 người bất hảo này rồi từ đó đánh giá cho 80 người còn lại cũng sẽ bất hảo giống y như vậy. Trong tiếng Việt mình thì có một cái từ để chỉ cái việc đánh đồng này, đó chính là thiển cận, chỉ thấy thiểu số mà đánh giá cho đa số, thấy cái trước mắt mà không biết nhìn cái tổng thể, chỉ thấy vài trường hợp bất hảo mà đánh giá cả cộng đồng người chơi Việt Nam đều bất hảo giống như vậy. Đâu đúng đâu, phải không các bạn? Hay là gần đây nhất vào tháng 7 thì có một sự việc là một cô gái người Việt Nam làm trong quán karaoke ở Singapore là F0 COVID đầu tiên. Rồi một bộ phận không nhỏ người Singapore bắt đầu kỳ thị, làm clip trêu đùa và bêu xấu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Singapore. Sau khi mà nhà nước chúng ta yêu cầu Singapore xác minh, thì vài ngày sau, Bộ Y tế của nước này mới xác nhận là cô gái Việt Nam nhập cảnh từ tháng 2 nên nhiều khả năng là bị lây từ nguồn nào đó. Các bạn thấy không? Đâu phải nói là nước văn minh thì toàn bộ người dân của họ đều văn minh đâu. Cũng có người này người kia đó chứ. Sống tới đời này thì mình có thể kết luận, những người có suy nghĩ thiển cận thì cuộc sống của họ cũng sẽ thiển cận y như vậy. Giống như là con ếch ngồi dưới đáy giếng, thấy bầu trời chỉ to bằng miệng giếng, nó tự cao tự đại nhảy ra khỏi miệng giếng thì bị con bò đi ngang qua đạp chết. Bởi vậy, quan sát rộng ra, đừng bó hẹp tầm nhìn của mình. Vậy thì nhìn chung, game thủ Việt Nam toàn là thành phần gian lận lừa đảo, nói chuyện dơ bẩn, chơi không đẹp phải không? Chắc chắn là không rồi. Mình gặp rất là nhiều những bạn chơi game văn minh, lịch sự, nói năng đàng hoàng chính chu. Và chắc chắn với các bạn luôn là với 80% người chơi game ở Việt Nam hiện nay là thành phần tốt đẹp này. Vậy thì quan điểm người chơi Việt Nam chuyên hack phá game thì sao? Mình phải công nhận là hacker Việt Nam của chúng ta rất là giỏi các bạn. Có những hacker giúp các hệ thống của cá nhân và tổ chức được an toàn. Có những hacker thì làm cái chuyện ngược lại. Thỉnh thoảng thì bạn sẽ nghe thấy là vụ hacker Việt Nam là tội phạm mạng đúng không? Với tầm nhìn gần, vì thấy những chuyện xấu mà chúng ta sẽ kết luận là hacker toàn là những người xấu. Nhưng thực tế là hacker xấu chỉ chiếm một phần rất là nhỏ so với số lượng đông đảo những hacker tốt đang làm việc tích cực mỗi ngày. Trở lại với vấn đề là người chơi Việt Nam chuyên hack phá game, mình nghĩ nếu đã là hacker thực sự thì nên làm những việc nó mang tính tầm cỡ quy mô đi, chứ mà vui vẻ rảnh rỗi gì đâu mà đi ngồi tải mấy cái tool hack cheat về để rồi vần vần ở trong game. Hoặc nhất là các bạn phải đánh sập nguyên cái game rồi đòi tiền chuộc, như vậy nó mới xứng tầm. Konami và nhiều hãng game khác cấm hoặc chặn người Việt Nam chơi trò chơi điện tử của họ là vì lý do người Việt Nam hack game là gian lận lừa đảo, nói chuyện dơ bẩn, chơi không đẹp trong game là không có thuyết phục đâu các bạn. Và thực tế là không có một nhà phát hành nào dám nói tới điều này. Bởi vì nếu mà họ nói ra thì nghĩa là họ đang thừa nhận sự yếu kém của mình. Với lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của ngành trò chơi điện tử thì chắc chắn là nhà phát hành nào cũng đã lường trước được mọi tình huống và phải chấp nhận rằng có người chơi sẽ hack vào game của họ, có gian lận, có lừa đảo, có nói chuyện dơ bẩn, có chơi không đẹp ở trong game của họ luôn, đến từ bất kể thành phần hay là quốc gia nào. Vậy thì nguyên nhân chính yếu nào dẫn đến việc Konami và nhiều hãng game khác lại chặn hoặc là cấm người Việt Nam chơi trò chơi điện tử của họ? Có nhiều nguyên nhân lắm các bạn, ví dụ như là vị trí địa lý nè, hạ tầng mạng nè, kiểm soát của chính phủ,
Nhưng mà quy chung tất cả lại thì chỉ có chữ tiền mà thôi. Nói tới chỗ này thì chắc nhiều bạn đang xem video sẽ cũng hiểu nguyên nhân vì sao rồi ha. Nhà phát hành khi mà làm game thì vấn đề tiên quyết họ phải tính toán là làm sao để hòa vốn và có lời. Vì vậy họ sẽ vận hành game ở những quốc gia mà họ cảm thấy là có thể kiếm lời từ người chơi ở những quốc gia đó. Mình đang nói về game online nha các bạn. Game offline nó sẽ không có tốn nhiều chi phí để mà vận hành. Và từ đó, với các game online, mặc dù đã mang danh nghĩa quốc tế là international, nhưng họ sẽ thường chặn hoặc là cấm những quốc gia mà họ nghĩ là sẽ không thu tiền được từ người chơi ở những nước này. Và cụ thể ở đây là Việt Nam của chúng ta. Khoan nha các bạn, mình không nói là người chơi Việt Nam mình nghèo hay là keo kiệt, mức chịu chi của người chơi Việt Nam không thu bất kỳ nước nào đâu. Nhưng vấn đề là có một lượng lớn người chơi chịu chi, nhưng các nhà phát hành game quốc tế lại thiếu công cụ để nhận được tiền từ người chơi của Việt Nam. Thí dụ như game online chính thức ở trong nước đi, thì bạn có vô vàn cách để mà nạp tiền vô game, chuyển khoản, ví điện tử, nạp thẻ cào nè. Còn trường hợp nếu mà là game quốc tế đặt server ở nước ngoài, thì đa phần họ sẽ không xài được những công cụ nạp tiền này. Thay vào đó thì họ sẽ yêu cầu phải có thẻ thanh toán quốc tế. Vậy thì không biết là bao nhiêu bạn đang xem video này có thẻ thanh toán quốc tế ta? Mình thì đang có một cái ở đây. Đây các bạn, đây thì mình đang có một cái thẻ thanh toán quốc tế ở đây. Phổ biến ở Việt Nam thì thẻ có ghi chữ Visa hay là Mastercard. Bạn coi thử thẻ ngân hàng của mình thì có chữ này hay không ha. Nếu có thì chính là nó đó. Theo quan sát của mình thì gần như là 90% những người xung quanh mình sẽ không có cái thẻ thanh toán quốc tế này, hoặc là có mà không biết để làm gì. Mình ở trên quê thì ít các bạn, còn dưới thành phố thì tỷ lệ sở hữu thẻ nó sẽ cao hơn rất nhiều. Với các nhà phát hành game thì đây là cách đơn giản nhất để mà lấy tiền của người chơi mà không cần biết họ đang ở nơi nào trên thế giới. Nhưng rõ ràng ở Việt Nam chúng ta vẫn đang chuộng thanh toán tiền mặt nhiều hơn là thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó thì do nhiều yếu tố bảo mật mà người dùng sẽ ngại sử dụng thẻ vì lý do là lộ thông tin và rất là dễ mất tiền. Và rõ ràng nếu khó lấy được tiền ở thị trường Việt Nam thì cần chi vận hành ở Việt Nam để rồi phải tốn băng thông, tốn đường truyền, tốn nhân viên xử lý vấn đề từ Việt Nam không các bạn? Nếu mình là nhà làm game thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy, mất lòng trước đặng lòng sau. Tôi làm kinh tế, tôi không có làm từ thiện. Ví dụ như trường hợp là Trung Quốc đi, họ có một hệ thống thanh toán nội địa hoàn chỉnh rồi thì dù có hacker chúa hay là trùm tô xích thì mình cũng ráng đặt cái server game ở đây cho bằng được. Sẵn đang nói cái vụ mà phương thức thanh toán ở đây thì mình cũng thấy ở Việt Nam chúng ta nó kỳ lạ vô cùng các bạn. Nửa nửa thì giống Mỹ, nửa nửa thì giống Trung Quốc. Giống Mỹ ở chỗ là dùng thẻ để thanh toán, giống Trung Quốc ở chỗ là dùng ví điện tử. Thẻ thì mình thấy ở Việt Nam mình phổ biến là thẻ Visa, nhưng cũng có Mastercard hay là JCB, thỉnh thoảng thì còn gặp là American Express. Còn ví điện tử thì tràn lan đại hải các bạn ơi, hơn chục cái ví luôn, nào là Momo, là Viettel Pay, là Zalo Pay, là ví ngân lượng Bảo Kim, đầy nhóc luôn các bạn. Thay với bên Mỹ á thì đưa thẻ ra để thanh toán, hoặc là giống như Trung Quốc thì là gần như 100% xài ví điện tử luôn. Ở Việt Nam của mình ha, ví dụ nè, anh ơi anh có xài Zalo Pay không? Không. Anh có xài Viettel Pay không? Không. Anh có Momo không? Có, nhưng em không có Momo. Bỏ tài ha các bạn. Nhưng mà mình thì mình thích dùng thẻ hơn là dùng ví điện tử, vì thẻ sẽ thể hiện được địa vị của người dùng. Tùy theo cái mức độ uy tín về mặt tài chính của mỗi người mà ngân hàng sẽ cấp cái loại thẻ tương ứng. Chỉ cần đưa cái thẻ ra là anh tự tin hẳn ha các bạn. Còn trường hợp mà dùng ví điện tử đi thì thậm chí là dơ cái iPhone 12 Pro Max lên hay dùng điện thoại nạm kim cương hay chăng nữa thì cảm giác nó vẫn kém sang lắm. Lạc đề quá chừng rồi. Trở lại nha các bạn. Vậy thì làm sao để Konami nói riêng hay các nhà phát hành game nói chung quan tâm nhiều hơn tới thị trường người chơi Việt Nam chúng ta? Vấn đề thì thấy rõ rồi, kinh tế thì cần giải quyết bằng kinh tế mà thôi. Mà kinh tế là câu chuyện dài lâu chứ không phải là thay đổi ngay một ngày một bữa. Kinh tế Việt Nam hiện tại của chúng ta thì khác rất nhiều so với giai đoạn năm 2015 và khác rất là nhiều luôn so với giai đoạn của năm 2010. Càng lúc thì càng tiến lên. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng qua từng năm. Và với đà phát triển này thì mình nghĩ là trong khoảng từ 5 đến 7 năm nữa thôi, chúng ta sẽ có thể chơi được hầu hết những game online quốc tế. Với các game online cấm hoặc là chặn lãnh thổ Việt Nam hiện nay, mình xác định là sẽ không chơi và cũng không tìm cách để chơi các bạn. Chơi giải trí cho vui mà bất tiện quá thì thôi, mình còn rất là nhiều trò khác để mà chơi nữa mà. Nếu các bạn mới thấy là lúc làm video về game Yu-Gi-Oh! Dueling và app Neutron cũng vậy, hai game này đều chặn Việt Nam. Mình chỉ làm mỗi thứ một video thôi, giới thiệu cho các bạn biết. Ngoài ra là không làm bất kỳ cái video nào liên quan tới hai cái game này nữa. Bonus thêm cho các bạn thắc mắc là vì sao Konami cấm game Yu-Gi-Oh! Online mà vẫn để cho bán bài Yu-Gi-Oh! Ta? Vấn đề này thì cũng dễ hiểu lắm các bạn. Lá bài Yu-Gi-Oh! Không phải là game online và nó là game real life, là thẻ bài vật lý. Để cung cấp server game online cho 1 triệu người chơi thì Konami chỉ cần xây dựng một tòa nhà cỡ vừa,
Nhưng nếu mà để sản xuất ra bộ bài vật lý cho 1 triệu người chơi thì họ sẽ cần một hệ thống khổng lồ, bao gồm là kho bãi nè, đại lý nè, nhà phân phối nè, cửa hàng bán lẻ nè, và nhân viên phụ trách nữa, lớn hơn gấp ngàn lần cái server game online. Và việc quan trọng nhất là bán làm sao mà cho được càng nhiều sản phẩm trong thời gian càng nhanh thì càng tốt. Và dĩ nhiên Konami sẽ không muốn chặn hay cấm bất kỳ nước nào chơi trò chơi thẻ bài này của họ. Video ở đây là hết rồi, ý kiến của các bạn như thế nào về việc các hãng game cấm Việt Nam và chúng ta có thể làm gì để mà cải thiện hình ảnh Việt Nam trước bạn bè quốc tế? Hãy comment bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.